À, cô chào em là Hoàng ha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em mai là sinh nhật 10 tuổi ạ. Em 10 tuổi. Em ở Ukraine, em ở với ba mẹ hay là với cả gia đình ông bà nội ngoại? Em ở với ba mẹ. Ba mẹ em vẫn còn ở đó, không có đi chạy lánh chiến tranh, không có đi chạy chạy tị nạn. Em ở lại, em có sợ gì không? Không, em không sợ lắm ạ. Vì sao? Em có xem tin tức, có thấy những cảnh chiến tranh bên ngoài như thế nào không? Có hiểu biết những gì đang diễn ra xung quanh mình không? Em cũng xem tin tức với bố mẹ. Thế nhưng mà ở đây thì bán nó cũng không không nguy hiểm lắm, cho nên là em không sợ và có bố mẹ ở chỗ trợ giúp động viên là em cũng không sợ lắm. Từ hồi chiến tranh tới giờ em có tới trường tới lớp, có học hành trên mạng hay là tới trường tới lớp? Cái việc học của em có bị gián đoạn không? Hiện bây giờ ra sao? Việc học em bị gián đoạn ạ. Thế nhưng mà mới hôm nay là cô bảo là nếu thích, ai thích thì học thêm để đỡ quên. Sau rồi học em học lớp 5 là đỡ bị quên. Học thêm là bây giờ mình học online, mình học trên mạng phải không ạ? Vâng ạ. À, thế bạn bè của em có người Việt không? Có bạn nào Việt Nam không? Không ạ, lớp em không có bạn Việt, thế nhưng mà trường em khoảng 5 người Việt ạ. À, các bạn của em bây giờ ra sao? Ở lại cùng em hay là phần đông là đi rồi hay phần đông là đang ở lại đó? Em có biết tình hình của các bạn mình ra sao không? Dạ em không biết ạ, tại vì không có bạn nào gọi mà chắc là các bạn cũng đi nhiều rồi. Hôm nay có nhiều bạn cũng đi rồi. Có những người bạn bằng tuổi em mà không phải ở Ukraine, ở bên ngoài Ukraine, và họ cũng Vâng. nghe tin là Ukraine đang gặp chiến tranh, đang bị bom đạn như thế, đang có những bạn cùng tuổi với mình không được đi học như thế, cuộc sống đang hoang mang như thế, thì các bạn cũng lo lắng, cũng muốn chia sẻ với em muốn nói gì với các bạn bên ngoài, các bạn từ bên ngoài thế giới đang nhìn vào hoàn cảnh của em đang trải qua, em muốn chia sẻ gì với họ không? Dạ em muốn chia sẻ là đây là một tấm gương, là các bạn hãy đừng sợ. Nếu như ở nước các bạn mà bị chiến tranh thì các bạn hãy đừng sợ, tại có nhiều người đoàn kết và ngoài thế giới trợ giúp tên lửa và đạn để cho bảo vệ đất nước mình, cho nên là đừng sợ, sẽ có đất nước khác trợ giúp. À, trong cái cuộc chiến tranh này thì em biết Ukraine đứng về phía nào không? À, trong cái một cuộc đánh nhau thì mình có người phải, người không phải, người đúng, người sai. Em thấy Ukraine đang ở phía nào? Em thấy Ukraine là đang về phía hòa bình ạ, và theo Mỹ và NATO. Em có Còn ủng hộ Nga không? là về phía phát xít, là muốn xâm lược Ukraine, và em thấy hành động của Nga là không hề đúng ạ. Thì em có ủng hộ Ukraine đi về hướng NATO, gia nhập với NATO và đi về hướng Mỹ như em nói không? Vâng ạ, em rất ủng hộ, tại vì theo hướng Mỹ và NATO là Ukraine sẽ rất là đồng kết với Mỹ và NATO và sẽ rất là thành công trong công nghệ và đời sống ạ. Tại sao em nghĩ rằng nếu Ukraine đi theo hướng Mỹ và NATO thì sẽ tốt hơn là đi theo hướng Nga? Tại Mỹ và NATO sẽ đùm bọc Ukraine tốt hơn. Và NATO là một khối Bắc Đại Tây Dương rất là khỏe mạnh và chiến lược rất là tốt, cho nên là sẽ bảo đảm cho Ukraine hòa bình ạ. Thế tại sao em không nghĩ rằng là đi theo Nga, Nga sẽ bảo vệ Ukraine tốt như vậy? Tại vì Nga bây giờ Nga đã chỉ là Nga rất là xấu và rất là và theo Trung Quốc, còn Trung Quốc cũng không tốt lắm. Em thấy không tốt lắm là vì sao? Em nghĩ rằng là Trung Quốc không tốt lắm và vì sao em nghĩ là Nga xấu? Nga xấu tại vì xâm lược đất nước khác, còn Trung Quốc thì tại vì Trung Quốc từ trước đến nay xâm chiếm rất là nhiều đất nước, và bây giờ thông tin mạng đang có tin là Trung Quốc muốn xâm lược Đài Loan ạ.
Em đang ở Ukraine, em là một em bé gốc Việt ở Ukraine. Em nói chuyện với cô Trà My đây cũng là em đang nói chuyện với người Việt khắp nơi trên thế giới và mọi người đang nghe những gì mà em suy nghĩ, em muốn chia sẻ và em có muốn gửi gắm gì, em có muốn những người bên phía Nga nghe lời em nói thì sẽ nghe những gì em muốn chia sẻ hay không? Em muốn chia sẻ gì với họ? Vâng ạ. Em muốn nói gì với phía Em Nga? muốn chia sẻ là người Nga là cũng không có lỗi gì, là chỉ có lãnh đạo Nga là có lỗi là xâm lược Ukraine thôi, còn người Nga không có lỗi gì. Người Nga cũng hòa đồng với người Ukraine như anh em. Thế nhưng mà ông Putin lại xâm lược u thế này là không đúng. Tao nghĩ là không ấy. Nếu em có cơ hội nói chuyện với ông Putin, em sẽ nói gì với ông? Em sẽ nói là Putin hãy dừng chiến tranh, ông hãy nghĩ về người dân ở U này bao nhiêu khổ sở và người Việt tại Ukraine này khổ sở bao nhiêu, bao nhiêu cửa hàng mất mát vì cháy chợ, bao nhiêu người phải đi sơ tán, hãy dừng chiến tranh đi ạ. Ông Putin cũng có nhiều người ủng hộ lắm đấy, không phải ai cũng phản đối ông Putin đâu. Đối với những người ủng hộ ông Putin, trong đó có người Việt Nam ở Việt Nam nữa, thì em muốn nói gì với những người đang ủng hộ ông Putin? Thì mỗi người cũng có cách nghĩ riêng của người ta, cho nên là em cũng muốn nói cho người ta là nếu thích thì đã thích đi, còn nếu như mà theo lẽ đúng ấy là không lên, tại vì nếu mà thích ý là sẽ theo, còn Việt Nam mà theo Putin là cũng không được tốt lắm. Tại sao không được tốt lắm? Tại vì với Nga thì Nga cũng sáng nắng chiều mưa, là Nga bảo không xâm lược Ukraine mà lại đi xâm lược, cho nên là nếu Nga đã bảo là sẽ hỗ trợ Việt Nam và sẽ giúp Việt Nam phát triển, chắc là cũng không giữ lời. Cô cảm ơn em rất là nhiều. Những cái chia sẻ của em, những cái suy nghĩ của em vừa rồi rất là chân thật. Thật lòng em nghĩ sao nói vậy, một đứa bé 10 tuổi gốc Việt ở Ukraine đang chịu bom đạn chiến tranh ở Ukraine, ở Kharkov là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chuyển cái thông điệp của mình tới người nghe khắp nơi cũng như tới ông Putin, tới nước Nga. Cảm ơn em rất là nhiều. Cô mong em được bình an và cô mong là cái ước mơ hòa bình của em sớm trở thành hiện thực nha. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Em cảm ơn cô.